Xin mời các bạn đến với set đấu thứ hai. Trận bán kết 2 diễn ra giữa hai đội. Phía bên đây lưới là đội doanh nghiệp công ty Văn Minh. Đặt bóng không qua lưới. Và ở phía bên kia lưới là đội Phước Long 2 các bạn. Phía bên doanh nghiệp thì số 10 Sĩ Đăng. Số 3 Hình Dư. Số 8 Năm Bảy Biển. Số 15 Quốc Huy Trường 2. Đặt bóng tốt. Số 11 2-0 Lộc Lì. Và số 3 Trường Sang. Đội bóng tốt điểm cho doanh nghiệp, cho đội doanh nghiệp 1, công ty Văn Minh 1-2. Và đá bóng khó hiểu của Năm Bảy Biển. Điểm cho Phước Long 2. Đá bóng tốt, điểm cho đội doanh nghiệp 2-3. Điểm cho công ty Văn Minh 2-3. Và chuyền bóng khó hiểu của Sĩ Đăng. Bóng không qua lưới, điểm cho đội Phước Long 2, 4-2. Điểm cho Phước Long 2, 4-2. Nắng rồi, nắng rồi. Sĩ Đăng đã vào vị trí chuyền 2 các bạn. Quá tốt cho cái tay trái của Thành Dương. 3-4. Điểm 3 bốn. Bên đây thì có Lộc Lì, ở bên kia thì có Lộc Cá Bắp. Đều là những cái tay trái khó chịu. Đập bóng tốt, điểm cho đội Phước Long 2, 5-3. Điểm cho Phước Long 2, 5-3. Vẫn còn. Quá tốt. Năm Bảy Biển quá ghê gớm. Già rồi mà cũng bật cao dữ. Mất luôn. Không cột ở dưới lại. Còn. Ôi cao quá cao rồi. Bóng không qua lưới, điểm cho đội doanh nghiệp 5-5. Tiếp tục là điểm cho công ty Văn Minh. Điểm cho đội doanh nghiệp 6-5. Điểm 6-5. Tiếp tục là điểm cho công ty Văn Minh. Điểm cho đội doanh nghiệp 7-5. 7-5. Phát bóng tốt. Pha phát bóng của Thành Dư quá khó chịu. Liên tiếp những pha bóng ăn điểm trực tiếp. Vẫn còn. Quá dữ. Qua lưới để cho đội nước. Chuyên gia phá lưới Quốc Huy.
phát bóng không qua lưới, điện cho đội Doanh Nghiệp 9-6. Năm bãi biển phát bóng. Một pha bắn chim ra ngoài của năm bãi biển. Cho đội Phước Long 2-7-9. Điểm tại là 7-9. Lỗi không hiểu ý. Điểm cho đội Doanh Nghiệp 10-7. Điểm cho công ty Văn Minh 10-7. Phát bóng không qua lưới, điểm cho đội Phước Long 2-8-10. Điểm 8-10. Rách lưới. Đập bóng không qua lưới. Điểm cho đội Phước Long 2-9-10. Tập bóng tốt, điểm cho đội Doanh Nghiệp 11-9. Điểm cho đội Doanh Nghiệp 12-9. Phát bóng không qua lưới, điểm cho đội Phước Long 2-10-12. Phát bóng tốt, điểm cho đội Phước Long 2-11-12. Bỏ bóng ngoài, điểm cho đội Phước Long 2-12. Điểm đã là 12-12. Bỏ bóng tốt, điểm cho đội Doanh Nghiệp 13-12. Điểm 13-12 cho công ty Văn Minh. Đập bóng tốt, điểm cho đội Phước Long 2 13-13. Điểm 13-13. Phát bóng không qua lưới, điểm cho đội Doanh Nghiệp 14-13. Điểm 14-13. Điểm kết thúc cho phía bên đội công ty Văn Minh các bạn. Đập bóng điểm tốt, 14 điểm cho đội Phước Long 2 14 đều. Câu hỏi chia đều cho cả hai. Trên trắng. Bỏ bóng tốt, điểm cho đội Doanh Nghiệp 15-14. Điểm cho công ty Văn Minh 15-14. Điểm cho đội Phước Long 2 15. Tỷ số tiếp tục đều nha các bạn. Điểm 15 đều. Đập bóng tốt, điểm cho đội Doanh Nghiệp 16-15. Điểm cho công ty Văn Minh 16-15. Năm bãi biển phát bóng. Kết thúc
đội bóng ngoài. Kết thúc set đấu thứ hai, đội doanh nghiệp công ty Dân Minh thắng các bạn. Giành chiếc vé vào trận chung kết gặp đội ấp Phước Long 1. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn sức khỏe và an lành trong cuộc sống nhé.